Thị trấn Sapa vừa được tờ Infobae của Argentina bình chọn là một trong 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Theo xếp hạng, Sapa xếp ở vị trí thứ 14 trên 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới, cùng với Grindelwald của Thụy Sĩ, Alberobello của Italy và Esperanza của Australia. Tờ báo miêu tả vẻ đẹp mê đắm lòng người của Sapa mùa sương với khung cảnh núi non hùng vĩ, thung lũng xanh và những thửa ruộng bậc thang. Tờ báo miêu tả tỉ mỉ, để đến Sapa, du khách có thể đi bằng tàu hỏa hoặc ô tô xuyên qua những con đường đèo dốc, uốn lượn phong cảnh hữu tình. Du khách sẽ tìm thấy những khu chợ bán những nguyên liệu độc đáo, nhất định du khách phải thử đồ ăn ở Sapa bởi rất ngon. Điều thú vị nhất ở Sapa, theo tờ Infobae, là thị trấn được bao quanh bởi bản làng nhỏ, nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc thiểu số. Lên Sapa, du khách có cảm giác như được thả mình lơ lửng giữa 9 tầng mây. Ở châu Á, cùng với Sapa, đứng thứ 14 trên 16 trong danh sách bình chọn, còn có các thị trấn khác như Warrebo của Indonesia, Ogimachi của Nhật Bản và Grand Druk của Nepal.